Xin chào mọi người, hôm nay là thứ sáu ngày 22 tháng 12 và còn 2-3 ngày nữa là đến ngày Christmas. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà mọi người đi làm trước kỳ nghỉ Christmas, cho nên là bây giờ thì bóng thấy mọi người đang trên đường đi về rất là nhiều và mọi người thì rất là hối hả, kiểu ai cũng muốn lật đật về nhà để mà chuẩn bị dọn dẹp, cho nên là đường rất là đông. Cái vấn đề là hôm nay trời rất là lạnh, bây giờ chỉ có 39 độ F thôi mà còn trời mưa nữa, nên nhìn cảnh nó sầu thảm kinh khủng luôn. Bóng đang trên đường về nhà của chị của bóng, thì cách nơi bóng ở là khoảng 4 tiếng rưỡi. Hy vọng là từ đây đến lúc mà về đến nhà của chị thì không có bị kẹt xe nữa và đường sẽ thông thoáng. Và tại vì trời khá là lạnh nên bây giờ bóng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được ngồi trong xe ấm áp và còn nghe nhạc mình thích nữa. Và mọi người mà biết bóng thì đều biết là bóng phải cần có kẹo lúc mà đi mọi nơi. Cảnh đẹp quá. Mình bị tới chỗ dừng. Mang giày vô để đi restroom thôi. Mặt tè quá. Đi thôi. Lạnh quá. Gió. Đã đi chút hồi tâm sự. Burrito đã sẵn sàng. Chả cá nè, chocolate nè, Kit Kat nè. Úc quay video. Thật ra đi Úc. Ok. Lắp lắp mấy cộng. Dạ. Cán. 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 Shoulder knee and toe. Knee and toe. And eye. And ears. And mouth and nose. Head. Shoulder knee and toe. Knee and toe. Hi. Ngon quá. Xe con đi đâu? Đi ha. Đi. Nắm tay ly ly. Đi học bằng xe tải. Rồi. Bóng đã chuẩn bị xong rồi thì bây giờ sẽ đi ra ngoài để mà ăn điểm sắm. Tại vì bóng rất là thèm. Sáng giờ dạy chồng chơi với em bé không à. Mà quên nãy giờ không nói OTD ha. Thì giờ bóng đang mặc cái áo màu vàng này rất là dễ thương. Đây là áo của Zara. Thì hôm trước trong cái haul Black Friday bóng có cho mọi người xem á. Còn giờ bóng đang mặc một cái quần leggings của Forever 21. Thì lý do mặc quần này là tại vì ăn điểm sắm thì thường rất là no, cho nên là phải mặc quần leggings cho nó thoải mái. Vậy là xong. Này ngon nè. Bánh bò wonton soup. Sa bao bóng mong đợi từ nãy đến giờ. Chảy trang, chảy trang. Tình hình là đã về đến nhà rồi, nhưng mà chắc giờ ngủ chưa một xíu tại buồn ngủ. Rồi sau đó thì bóng sẽ dậy để mà chỉnh video để tối nay đăng lên cho mọi người xem. Rồi ngủ cái nha. Chào em bạn. Bóng mới ngủ dậy và bóng ngủ đúng 3 tiếng đồng hồ. Chắc chắn một điều đó là tối nay thì bóng sẽ ngủ trễ. Nhưng mà không sao, ngủ 3 tiếng lên giờ thấy nó rất là đã, rất là khỏe luôn. Có điều bây giờ sợ nhất là làm video trễ nên không kịp cho đúng giờ mà bóng muốn. Nên bây giờ thì bóng bắt đầu bóng làm luôn nha. Cùng thì cũng đã chỉnh xong, giờ thì xuất file ra thôi. Nếu mà mọi người ai chưa xem thì nhớ xem nha. Link thì bóng sẽ để ngay trên góc phải màn hình cho mọi người xem. Dạ. Nằm xuống mà kêu chào đi đi đi. Tự nhiên à. Kêu ổng cái ba đi. Đi đi đi. Bây giờ thì đang là 11:47 buổi tối ở Mỹ. Bóng đã xuất cái file ra xong rồi, giờ thì đang up lên.
Và hiện giờ thì bốn đang viết cái trong cái phần description box cho video này. Bây giờ là 1 giờ sáng và Bóng mới hoàn thành xong cái việc đăng video, cũng như là mới đăng cái link trên Instagram và Facebook cho mọi người để mọi người xem cho dễ. Và bây giờ thì Bóng cũng hơi mệt, chắc là Bóng đi ngủ luôn. Merry Christmas! Chào người dân! Chào nhau mới đầu! Yeah! Yeah! Đúc lê ngon quá. Hôm nay đổ không khí đem ra vườn ăn nha. Cơm tắm. Really? Wow. Cũng gió quá. Cơm hết chưa? Nắp kinh chưa? Chưa thị là đi chưa thị. Mua xong rồi, rất là nhanh tại vì mua có 3 món thôi. Và bây giờ thì đang get like để mà kiếm tiền. Tụi mình có bột này để mà về làm bánh gingerbread, kẹo, xoài, mango mango và quả mơ khô. Bóng rất là thích cái này tại vì nó chua chua, ăn rất là ngon. Tại vì hôm nay là đêm Christmas cho nên là ở đây sẽ đóng cửa sớm hơn bình thường. Một tiếng nữa là đóng rồi. Hỏng bét rồi, hỏng bét rồi. Nhìn thấy cái gì cũng muốn mua hết. Đang chờ tính tiền thôi mà. Bây giờ đi mall thôi, đi vô mall để trả đồ là chủ yếu, nhưng mà cũng để coi không khí trong mall như thế nào. Trời đẹp quá. Ca. Bye bye. Hello. Hello. Dễ thương. Về nhà rồi, nãy giờ thì cũng chơi với em rất tiếp. Và bây giờ thì em đã chuẩn bị ăn tối, còn Bóng thì chuẩn bị làm bánh. Yeah. Tụi mình sẽ làm bánh từ cái hộp hồi nãy Bóng mới mua, gingerbread mix. Chuẩn bị xong nguyên liệu rồi. Scott. Trong lúc mà đang chờ bánh nướng thì giờ Bóng sẽ đi thay đồ để cho hợp chủ đề, lấy nữa cả nhà chụp hình. Gần xong rồi. Merry Christmas. Quà Giáng sinh. Cây thông. Garland. Nhạc Christmas. Bye. Chào mọi người. Sáng nay bị đánh thức dậy sớm nên mà đi ăn phở. Đây là vẫn chưa rửa mặt hay gì hết. Để giờ Bóng có thở ra khói luôn coi. Phèo quá. Chào các bạn, trời rất là lạnh. Đừng có thể thấy trên một quốc.
như là ở Bắc Âu, nhiệt độ đang là 37 độ F, tức là khoảng 2 độ C. Và bây giờ thì Bón với Morfan Bón đang trên đường đi gặp bạn cũ, chuẩn bị đi ăn thịt nướng Hàn Quốc. Hôm qua thì Bón không có vlog, hôm qua thì là Bón quay video ở nhà của chị, rồi sau đó thì Bón về lại Đà Lạt, cho nên là cũng không có thời gian để mà vlog nhiều. Lúc video này lên sóng mà video kia đã lên rồi thì mọi người nhớ đón xem video đó nha. Tới nơi rồi và bây giờ thì mọi người sẽ thấy một chuyện rất là thú vị. Bóng sẽ cởi áo khoác để trên xe chứ không mặc mang vô, tại vì lúc mà ăn thì sẽ rất là hôi. Và vì là mùa đông cho nên là mùi giữ lại trên quần áo rất là lâu. Bóng sẽ chịu lạnh để chạy từ parking vô tới tiệm. Lạnh quá đi. Ăn xong rồi tại vì no quá cho nên là giờ thì đang đi vô nhà sách. Mọi người, có vẻ như là lúc nào Bóng cũng bắt đầu vlog mà Bóng đang ở trên xe hết. Và chiều hôm nay Bóng cũng không có làm gì đặc biệt, Bóng mới đi siêu thị ra, mới return đồ xong rồi bây giờ sẽ đi uống trà sữa, tại vì hôm nay trà sữa giảm giá có $1 một ly thôi. Và Bóng khoe với mọi người cái này, Bóng đang mặc áo Act 3. Áo này là áo mà Bóng mua hồi lúc concert của GD ở Mỹ. Bóng rất là thích và lâu lâu Bóng mới mặc một lần. Bóng mua áo này là lúc ngay tại chỗ mà biểu diễn luôn cho nên nó hơi bị mắc tiền. Vì vậy mà Bóng cố gắng giữ nó kỹ, không có mặc nhiều. Và sau khi mà đã đi mua trà sữa xong thì Bóng sẽ đi mua snack để mà ăn. Đẹp trai quá. Tối quá đói quá, trời lạnh ăn mì là ngon nhất. Đi ăn ramen với bạn, nhìn cái hàng là muốn xỉu luôn. Người không là người, trời ơi, không biết chừng nào mới ăn được. That's asleep for y'all. Oh. Y'all eat them. Good morning mọi người. Tối qua Bóng đi chơi rất là vui, lâu lắm rồi. Cũng phải hơn một năm nay mới hát karaoke lại. Bây giờ thì Bóng chuẩn bị đi ra ngoài ăn trưa với boyfriend. Rồi sau đó thì Bóng sẽ đi làm một cái chuyện đặc biệt. Nhưng mà trước khi Bóng đi thì Bóng phải đăng video để mà tối nay lên sóng kịp cho mọi người. Rất là mừng tại vì Bóng đã kịp chỉnh đâu này kia xong hết rồi, giờ chỉ việc đăng thôi. Có điều giờ Bóng phải chỉnh cái thumbnail, tức là cái hình bì phía ngoài của cái video nữa. Chắc mất cỡ 15 phút nữa, nhưng mà không sao, tại vì sắp được ăn rồi. Rồi bây giờ thì Bóng đăng video nha, trước khi mà Bóng ra ngoài. I'm the bride. She's not. I'm the bride, she's not. Bestie getting married, that's right. See, this is also pretty. Vậy là xong rồi. Mọi người thấy mấy cái bộ đầm có đẹp không? Tại vì bộ nào cũng đẹp hết, làm cho Bóng muốn đám cưới luôn. Mặc dù là không biết chừng nào mới tới đám cưới của mình. Lạnh quá. Lạnh quá. Áo đồ. Anh đi hiện hỏi thì kiểu old fashion. Yeah. Grilled cheese sandwich. Happy New Year. Happy New Year to you too.
Từ nãy đến giờ thì Bóng reply comment của mọi người trên video mới, và Bóng rất là vui tại vì chỉ trong vòng 2 tiếng thôi mà Bóng đã nhận được khá là nhiều comments của mọi người. Và trong đó thì có rất nhiều comment khen hai chị em xinh giống nhau. Chị của Bóng mà thấy mấy cái comment đó chắc là vui lắm. Rất là nhiều bạn chúc mừng năm mới nữa. Trời, Bóng cảm thấy có lỗi với Bóng không có kịp nói chúc mừng năm mới trong video này. Rồi bây giờ sau khi mà Bóng trả lời comment của mọi người xong thì chắc là Bóng đi tắm, đánh răng rồi đi ngủ luôn. Tại vì trời lạnh, không có gì sướng bằng chùm mền rồi đi ngủ hết. Bây giờ nhiệm vụ là dọn dẹp hết mấy samples này. Chào mọi người, hiện giờ thì Bóng đang ngồi trong cái closet, tức là cái phòng tủ quần áo của Bóng, và đang soạn ra những cái đồ samples mà Bóng có từ trước đến giờ. À mà quên, hôm nay 31 tháng 12 là ngày cuối cùng của năm. Mọi cũng thấy là nãy giờ Bóng dọn dẹp nhà, pha một bình nước trà, rồi sau đó bắt đầu là sắn tay áo là dọn tùm lum hết. Không biết mọi người có nghe tiếng nhạc hay không, nhưng mà sáng giờ thì Bóng mở nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong để mà nghe, tại vì Bóng rất là thích nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, đó là nhạc sĩ mà Bóng thích nhất ở Việt Nam luôn á, nên là vậy. Và những cái bài mà Nguyễn Hải Phong nghe vào ngày cuối năm thì tự nhiên rất là hợp, ví dụ như bài mà mọi người đang nghe là bài Tan Biến, và một bài nữa chắc là ai cũng biết, đó là bài Dòng Thời Gian. Với Bóng đó là bài hát của tháng 12 và của năm cũ. Hôm nay là thoải mái nghe những bài nhạc buồn, những bài nhạc mà gây xúc động, gây cảm động của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, để mà ngày mai thì bắt đầu một ngày mới vui vẻ hơn, một năm mới hạnh phúc hơn, nhiều thành công hơn và tươi sáng hơn. Rồi bây giờ thì Bóng sẽ tiếp tục quay lại dọn dẹp. Đây đi ra ngoài, thở ra khói luôn. This place. Xem pháo bông theo phong cách Texas. Bây giờ đang 26 độ F, còn khoảng mấy phút nữa là bắn pháo hoa. Và bây giờ thì Bóng với boyfriend của Bóng đang trên xe, tại vì ở ngoài quá lạnh nên không thể nào đi ra được. Và Bóng thấy xung quanh đây rất nhiều người giống như tụi Bóng. Và tại vì lát người ta sẽ bắn pháo hoa ngay đây. Lát đó Happy New Year. Đẹp quá mà ở ngoài rất là vui, cho nên giờ Bóng đi ra luôn cho vui. Chào mọi người, hôm nay là ngày 1 tháng 1, là ngày đầu tiên của năm 2018. Và một lần nữa thì Bóng muốn nói chúc mừng năm mới. Bóng mới đi ăn ở ngoài về, Bóng đang brunch, gọi là New Year brunch, nghe nó rất là fancy nhưng mà đấy là chỉ là đi ăn sáng ở ngoài thôi. Và hồi tối hôm qua thì Bóng thức tới 5 giờ sáng để mà đăng video. Video đó nếu mà các bạn chưa xem thì có thể xem được ở trên phía bên góc trái màn hình. Đầu xíu tâm tình vào ngày đầu năm thôi, cho nên là sáng nay Bóng dậy hơi trễ, dậy lúc cỡ 10 giờ rưỡi. Mà bây giờ Bóng cảm thấy rất là buồn ngủ, tính ra thì ngủ mới được 5 tiếng rưỡi, nên chắc giờ Bóng ngủ một xíu rồi sau đó Bóng dậy Bóng coi Running Man. Và Bóng nghĩ đây sẽ là video cuối cùng trong cái đợt vlog này. Bóng cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này nha. Và Bóng rất là hy vọng là tất cả các bạn sẽ luôn sát cánh cùng Bóng trong năm mới này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, Bóng rất là yêu các bạn luôn. Bóng tắt nha, bye bye. Hẹn gặp mọi người vào tuần sau.